Xin chào mọi người, hello các bạn. Ờ, đã bạn nào vào học rồi thì chúng ta có thể comment cho cô nhé mọi người nha. Hello các bạn, hello mọi người, xin chào các bạn nha. Hello bạn Chí Bảo này, hello em. À, rồi bạn nào vào học thì chúng ta có thể comment nhá comment say hello với cô rồi chúng ta sẽ bắt đầu học nhá các em nhé. Uh, hello Hằng này. À, các bạn có thể giúp cô tác các bạn của mình vào nhá. Đó. Hello, xin chào các em. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm với cô một đề về Hồ Chí Minh nhá Tuần sau thì chúng ta sẽ làm một đề khác. Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào các bạn Để Hồ Chí Minh này thì cũng khá là thân thiện đấy Đó, uh, các bạn ở khắp mọi nơi thì chúng ta đều có thể làm được đề này nhé mọi người nha Ok, chúng ta nhìn rõ đề không mọi người nhỉ Đề này thì hơi mờ một chút nhá các bạn nhá. Đó, bởi vì, vì đề này thì thật ra thì À, đề này là đề cô sưu tầm thôi chứ không phải là đề của cô nhé mọi người nhé đó là đề này có vẻ hơi mờ các bạn hello mọi người Hôm nay chúng ta sẽ làm với cô đề Hồ Chí Minh nhé Tuần sau thì mọi người sẽ làm với cô đề ở Hà Nội nhé các bạn nhé Tuần sau cô sẽ hướng dẫn mọi người ở một đề ở Hà Nội À, rồi ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm bài này. Mọi người sẽ nhìn thấy cho cô ở đây câu 1 đầu tiên của chúng ta chúng ta sẽ chọn đáp án là gì được nào? À các bạn ơi các bạn chờ cô một xíu nhá. Các bạn chờ cô một xíu bởi vì hiện nay là cô chưa có chuyển file vào máy này. Thế thế thế, thế thì bây giờ phải chuyển thôi. Quên mất, quên mất sao chưa chuyển nhỉ? Để để chờ xíu nha. Chờ xíu nha, bây giờ sẽ chuyển file nhá. Thật ra là tối nay ấy, tối nay là không định live đâu nhưng mà cô đã hứa mọi người là live rồi Tại vì lâu rồi cô chưa live á, để cô coi nào À, 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 ok, đây đây rồi, để rồi, để rồi. May quá, đây, 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 đây rồi, đây rồi Đây nhá, đây nhá mọi người nha Nào À, rồi Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua cho cô nhá, câu một này, âm um, ED, các bạn sẽ chọn đáp án gì cho cô nào đây, bây giờ chúng ta có thể xuân sẻ rồi đấy Đúng đề rồi nha Rồi, ok, bạn Hằng đang chọn đá ở đây này Ok nhá Rồi, các bạn khác thì sao? Câu này nhá, câu này là một, là một câu rất rất hay nhá Và cũng nghĩ là ở nhiều nơi nếu mà thi khó thì sẽ thi câu này đấy rồi các bạn hiện nay là cô đang thể có 30 bạn đúng không? đấy chúng ta hãy thả cho cô một tim nhé mọi người nhé để bắt đầu buổi học vui vẻ hơn. À, rồi những bạn nào chọn đáp án a thì rất tiếc là đáp án a không phải là đáp án đúng nhá các bạn nhé. đáp án a là chưa được nhá các bạn nhá. bởi vì câu này là một trường hợp cực kỳ đặc biệt luôn câu này là câu khó nhá. À, thì ở trong trường hợp này này các em sẽ không đi theo kiến thức là đối với âm K này chẳng hạn mọi người bình thường mọi người có đối với âm K, đúng không mà khi mà chúng ta thêm ed ấy, thì các bạn sẽ được đọc là âm T. đúng là như thế nhưng mà đây từ này từ đặc biệt nhé các bạn không đọc như vậy đâu các bạn từ này chúng ta sẽ được đọc là naked nhé từ này từ đặc biệt nên là chạy trong rồi luôn từ này từ này có nghĩa là trần trụi rồi Thế còn tiếp theo này, chúng ta có đáp ảnh từ này cũng là từ đặc biệt luôn. Ta bình thường mọi người có âm r. Khi mà các em thêm ed đúng không là chúng ta sẽ được đọc là âm d, đúng không? Đấy. Nhưng mà tuy nhiên, từ này của chúng ta cũng thế luôn, các bạn sẽ được đọc là Say Red Từ này là linh thiêng nhá các em nhá. Đấy, thì nó cũng là âm ở ừ. là hơi khó nha, hơi khó đấy. Tiếp theo này, cái từ của đáp án C thì thật ra từ này nó có sẽ có hai cách đọc một là mọi người sẽ đọc là lờn đờ lại đấy tức là nờ đờ hai là chúng ta sẽ được đọc là ợt nhá thì trong trường hợp này chúng ta hãy tuân theo cái quy tắc là nó được đọc là ợt nên từ đấy các em sẽ chọn được đáp án ở đây đó chính là đáp án đi bởi vì đáp án đi này các bạn sẽ có cho cô đối với âm gh của các em thì sẽ được đọc là âm F. thì đối với âm F này thì chúng ta sẽ được đọc là âm T, nhá từ này là uh, cười mỉm cười là các bạn sẽ chọn đáp án D Em nào chọn D thì sẽ là đáp án đúng nhá Ok rồi Hello mọi người Ồ thật ra là hôm nay là cô live để Hồ Chí Minh ý ừ, Đúng là để Hồ Chí Minh thì Lâu lắm rồi chưa live Thế cô cứ sợ là hôm nay kiểu live đề Hồ Chí Minh không có mấy bạn vào học Nhưng mà hiện nay là có bằng này bạn Thì cô đã thấy là cũng khá ok để chúng ta học rồi Hôm sau nhá cô sẽ hướng dẫn mọi người một đề ở Hà Nội nhá mọi người nhá nào tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Câu 2 ở đây của chúng ta. À, các em sẽ thấy là cái chân vào âm âm u đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cần chọn đàn gì nào? Câu 2 nha. Câu 2 bận tiền dụng đang chọn đàn B này. Ok, ok rồi. Ừ, chúng ta sẽ có ở đây từ này của chúng ta đọc là Bob. Từ này là bóng đèn này. Tiếp theo đáp B của chúng ta mọi người sẽ được đọc là consumer. Hôm này chúng ta sẽ được đọc với cô là âm U nhé. Từ này là người tiêu dùng, người tiêu thụ. Tiếp theo đáp C của các bạn, các bạn sẽ được đọc là plumber. Nhá, từ này là thợ sửa ống này. Và đáp án đi của các em các bạn sẽ được đọc là luxury Nên từ đấy chúng mình sẽ chọn đáp án là đáp án B nhá Ok, ok mọi người ơi Nào tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cô về phần main stress Nhấn trọng âm nè Nhấn trọng âm câu 3 các bạn cho cô đáp án nào à, Ở đây chúng ta có thể thấy được là cả bốn đáp án đều là danh từ đúng không? Nói chung là đề Hồ Chí Minh thì cũng khó đấy các bạn nhá Là các bạn hãy cố gắng Tiến Dũng uh, đang chọn đáp án D. Phải không em nhỉ? Phải D không? Uh, chúng ta sẽ có ở đây đáp án A của mọi người sẽ được đọc là nuclear, nuclear. Thì từ này chúng ta sẽ nhấn vào âm 1 nhá. Nhấn vào âm gil này, từ này là hạt nhân này. Ví dụ là gia đình hạt nhân chẳng hạn, nuclear family chẳng hạn, hoặc là hạt nhân để hạt nhân nguyên tử ạ ok rồi tiếp theo đáp án b của chúng ta các bạn sẽ được đọc là solar solar ok là âm âu nhá từ này là thuộc về mặt trời tiếp theo à cô đã nói chưa nhỉ mọi người sẽ có solar nhá mọi người cũng sẽ nhấn vào một nhá đây từ này của chúng ta cũng là một luôn thì a cũng là một Thế thì từ đấy các bạn sẽ loại A và B đi nhá Tiếp theo này cô sẽ đến với đáp án D trước Đáp án D của các em chúng ta sẽ được đọc là power Power Tức là cái âm ở ờ này của chúng ta nó sẽ không nhận trọng âm đúng không? Các em sẽ có ở đây là Là power Power chúng ta sẽ hiểu là quyền, quyền năng đúng không? Rồi thế thì từ đấy mọi người sẽ chọn cho cô đáp án ở đây sẽ là đáp án C nhá Bởi vì đáp án C này chúng ta sẽ nhấn vào âm số 2 Results resource âm hai nguồn tài nguyên các bạn nhớ cho rồi kiến thức nhé à, có những cái trường hợp mà danh từ nhấn vào âm hai ví dụ từ resource này hoặc là từ này nhé cô cho mọi người thêm từ này là từ hotel nhé từ này cũng rất hay thi nhé các em nhé đó coi đề sắp tới của các bạn để ở đâu hay thi nhé Tức là cái từ danh từ bình thường các bạn nhấn vào âm số 1 Nhưng mà đây từ này chúng ta Mặc dù là danh từ nhưng mà các bạn lại nhấn vào hai 2 Thì có thể học cho một vài những từ mà nó sẽ hay xuất hiện trong đề thi nhá Mà là danh từ nhấn vào âm số 2 này Đấy, Ví dụ như là hai cái từ resort và từ hotel Ổn không? Đâu, có nhiều bạn làm đúng không? Đây, bạn chỉ uh, Chí Bảo này, Hoa Kim này, ok Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô câu, câu 4 nhé Câu 4 của chúng mình bây giờ chúng ta sẽ chọn gì được Câu 4 ở đây là từ có 3 âm tiết này Bạn Tiến Dũng bạn đang chọn đáp án A Phải, phải A không nhỉ Nào, ở đây nhá, chúng ta sẽ có đáp án A của các bạn sẽ là nominate. Nominate. À, chưa rồi, chúng ta sẽ có âm 8 âm um, 8 ở đây các bạn sẽ tính từ âm cuối lên âm 3 thì nó sẽ nhấn vào một nhá. Từ này. Nominate là bổ nhiệm. Thế là từ này có dấu hiệu này. Âm mạnh sẽ tính từ âm cuối lên âm Tiếp theo đuôi y dài này của chúng mình cũng thế luôn. Đuôi y dài này của chúng ta các bạn cũng sẽ có đây là slavery. Thì chúng ta sẽ nhấn vào slave này cho cô nhá là một nô no lệ. OK là một này. Tiếp theo chúng ta có đàn B ở đây của mọi người, chúng ta sẽ được đọc là pass over, pass over B chứ, pass over một. Từ này các em có thể hiểu đây là từ ghép nhé, ghép của từ pass và từ over. Thì mọi người hiểu là over có nghĩa qua này, pass có nghĩa là vượt qua được. Thì đây là một uh, lễ, lễ này là lễ vượt qua nhé, lễ vượt qua. Từ này thì sẽ liên quan đến tôn giáo nhé mọi người nhé Rồi Tiếp theo các bạn sẽ có đáp án đi ở đây Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đi cho cô trong trường hợp này Bởi vì đáp án đi này các em sẽ nhấn vào âm số 2 Distinguish Distinguish Từ này phân biệt âm 2 nhé các bạn nhé Tức là chúng mình sẽ chọn đáp án đi vào âm 2 Còn các đáp án còn lại chúng mình sẽ nhấn vào âm 1 Thế là cô đã vừa hướng dẫn chúng ta từ số 1 cho đến số 4 nhá. Tiếp tục nào ờ, Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang số 5 Đây câu câu số 5 Câu số 5 của chúng ta Bây giờ chúng ta đến phần mà có thể thấy là thân thiện hơn Rồi nhiều em sẽ Có thể kiếm được điểm ở trong phần này hơn Đúng không Câu 5 này bạn Mạnh Quân đang chọn đàn B này Rồi ok em uhm. Instead of being excited about the good news, Tom looked là thay vì hào hứng về tin tức vui tốt lành thì Tom trông có vẻ gì gì đó. À, cô ơi, cô có sách nào tổng hợp các bài trắc nghiệm như đề thi của Hà Nội không ạ? Ừ, thật ra nhá mọi người nhá, thì thế thì nhân tiện đây cô sẽ chia sẻ luôn cho mọi người. Các bạn, à, các bạn ôn theo đúng form là rất tốt nhá. Nhưng mà tuy nhiên tất cả các bạn học sinh lớp 9 thi vào 10 đều cùng chung nền tảng là kiến thức của lớp 9 nhá. Nên là các em ôn theo form nào cũng được thôi. Ừ. Nhưng mà nó sẽ có 3 form chính chẳng hạn. Mọi người sẽ thấy là có những nơi là sẽ thi theo form 40 câu nhá. 40 sentences. Ờ, à, 40 câu nhá mọi người nhá. Thì ví dụ này cô lấy ví dụ để mọi người hiểu này. Ví dụ Hà Nội nhá, sẽ thi 40 câu này. Hoặc Bắc Ninh này, thi 40 câu này. Ừ. Hoặc là hoặc là ở Đắk Lắk này thi 40 câu này đó thì những em nào mà theo phong 40 câu đấy thì mọi người đều có thể gộp chung lại với nhau chứ không không cần nhất thiết là cứ phải Hà Nội hiểu không để tiếp theo này sẽ có nơi thi form 50 câu đấy ví dụ như là ở Thái Bình này Nghệ An này Hà Tĩnh này để mọi người có thể gộp chung lại với nhau ừ. còn có những nơi thì thi cả về viết luận này à, viết luận ở đây là viết chủ yếu là theo kiểu biến đổi câu sao cho nghĩa không đổi nhá đó và tổng hợp ở dạng word formation về từ loại này thì mọi người sẽ thấy là đấy là một cái dạng đề tổng hợp số 3. Đấy, thì sẽ có ba dạng chính này nhá các em nhá. Đó, nhưng mà tất cả đều dựa trên nền tảng của lớp 9 thôi là em học đề nào cũng được nhá em nhá. Có điều là nó sẽ thi dưới dạng hình thức viết hay là dạng trắc nghiệm thôi. Đấy, ok không? Ờ à, đó còn các bạn nào mà các bạn muốn luyện đề thêm nhé Các bạn có thể tham khảo sách 30 đề thi vòng 10 của cô nhá mọi người nhá Đó À mà thật ra hiện nay là cũng hơi bị hết sách rồi các bạn Nếu mà bây giờ mà còn ý, thì sẽ là sách rèn luyện kỹ năng làm đề nhá Và sách tuyển chọn ngữ pháp và từ vựng vào 10 Đấy đợt này thì cô hơi ít bán sách nhá Ờ đó được, đợt này đợt này thì thực sự là hơi ít bản sách mọi người coi ở trên page thì mọi người cũng biết mà đúng không? À, rồi, nào bây giờ nhá quay trở lại nội dung bây giờ chúng mình sẽ quay trở lại nội dung nè, Quá quá là nguy hiểm luôn bạn hàng này. đúng là kiến thức của chúng ta sau động từ là trạng từ nhưng mà câu này nó không phải như vậy. À, câu này của chúng ta nhá, cái từ look của chúng ta ở đây là động từ nhưng mà cái động từ này nó hơi đặc biệt nhá. Nó nó sẽ như thế nào nhỉ Tức là mọi người sẽ hiểu là sau từ look Là các em sẽ phải cộng với tính từ nhé Tức là để trả lời cho câu hỏi như thế nào Thì các em sẽ có đây là gì Trông như thế nào đúng không ừ. Thì các em có thể hiểu Ở đây là cái từ look này Nó được gọi là một linking verb Động từ này được hiểu như Gần giống như là dạng Động từ Chi giác này Đó hoặc là mọi người hiểu là ở dạng động từ như là động từ to be á Thì chúng ta sẽ có đằng sau nó phải là tính từ nhá Và sau đấy mọi người tính từ thì mọi người sẽ xét về mặt nghĩa không cô? Nghĩa ở đây của chúng ta là A hoặc là B Và các em sẽ thấy ở đây là thay vì hào hứng đúng không? Thì tức là bạn này trông thờ ơ thì chúng ta sẽ cần phải chọn một đáp án mang nghĩa là thờ ơ nhá Đó chính là đáp án B In the friend Thờ ơ Chọn B nhá các em nhá Bạn nào chọn B thì mới đúng nhá À sách luyện rèn luyện kỹ năng làm đề của cô quá đỉnh luôn Ồ cô cảm ơn nha Cô cảm ơn ừ. Rồi thế thì chúng ta sẽ có câu 5 Mọi người sẽ chọn đàn B nhá Tiếp theo nào chúng ta sẽ chuyển sang câu 6 Câu 6 ở đây của các em Chúng ta có A tornado looks like a big Dark chấm chấm Coming from the bottom of a storm cloud à, Câu này chọn gì? Các bạn nào mà ở Hồ Chí Minh lưu ý nhé Cô đã, đã giải rất nhiều các đề Hồ Chí Minh ý. Thì đề Hồ Chí Minh có một đặc điểm là Rất hay thi về chủ điểm môi trường nhé các em nhé Thì các em có thể dành luyện thêm về từ vựng chủ điểm môi trường Nào, câu này của chúng ta Tornado ở đây là lốc xoáy này trông giống như là chấm 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 này ừ, rất là lớn và tối đen mà xuất phát từ đáy của A Storm cloud chúng ta nên hiểu là gì nhỉ cloud của chúng ta là bầu trời bầu trời rông bão ok thế thì ok rồi đã hiểu cô này rồi thế thì mọi người sẽ có ở đây là gì Ừ. tức là mỗi khi mà có có bầu trời rông bão đúng không đấy thì có thể là sẽ xuất hiện cái hiện tượng lốc xoáy này nó trông như là cái dạng hình phễu mà màu màu đen lớn ấy và nó đến là do điều gì ừ thế thì bây giờ từ đấy chúng ta sẽ chọn đáp án gì cô nhé các bạn sẽ có là funnel tunnel, channel và hole. Thế giờ chúng ta sẽ nên chọn là gì câu 6 nào? rồi cô đã nói về chúng ta nó là hình phễu đúng không? Hình phễu thì nó sẽ là gì nào các bạn? Hình phễu nha mọi người ơi, hình phễu cơ. Hình phễu là chúng ta sẽ cần phải chọn đáp án là đáp án A nhá. Đáp án A từ này nó mới có nghĩa là hình phễu. Tunnel thì em có thể hiểu nó như là một dạng hầm chui vậy Còn channel là kênh đúng không? Và hầu hầu của chúng ta chính là hố Cái này nhá mọi người nhá Cái này thì nếu mà em nào mà học sinh mới thì ở trong kiến thức chương trình của lớp 8 là có bài về thảm họa thiên nhiên nhá Đó thì các em cũng sẽ có thể ok được với chủ điểm này Tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang câu 7 này nào. Many countries have passed laws to people from smoking in public places là rất nhiều các quốc gia đúng không? Thì thông qua các luật để mà chấm chấm mọi người khỏi việc hút thuốc ở các nơi công cộng. là câu này chọn gì? Conserve, prohibit, protect và allow là số 7 nhá. Tiến Dũng chọn B này bạn. Oh, may how đang chọn đáp B. Ok, ok chúng mình. Phan Khánh Lê chọn B này. Ừ. Thì trong câu này của chúng ta Thì các em sẽ thấy ở Phía đằng sau này đó chính là Điều tiêu cực Là hút thuốc Thì điều tiêu cực Thì chúng ta sẽ cần phải liên hệ ở đây Thì mọi người sẽ cần chọn một đáp án Mang nghĩa là cấm nhé Cấm ai khỏi làm điều gì Nên từ đấy chúng mình sẽ cần chọn Đáp án là đáp án B Prohibit Tiếng này là cấm các em có thể học như sau này Mọi người có từ prohibit Hoặc là từ ban này Hoặc là từ stop Đấy Sau đấy mọi người có somebody from vô Là cầm ai khỏi làm gì Nhá Hoặc là ngăn chặn ai khỏi làm gì Ờ, hay là các em có thể có một từ khác nữa không? em có từ prevent cấu trúc của nó cũng sẽ như vậy luôn nhé prevent somebody from mình. đấy thì đi thì, thì người ta có thể cho chúng ta cách từ như thế này nhá em có thể chọn cho cô một trong số các từ này nhưng mà tuy nhiên này nếu mà theo về mặt pháp lý á, đó thì nó sẽ là hai cái từ này là ok nhất là mang nghĩa là cấm cấm tức là tuyệt đối là bạn không được luôn đấy nếu mà bạn vi phạm thì sẽ không được đúng không Ừ, thế bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cho cô ở trong câu này Các bạn nhìn thấy có từ from Nên là chúng ta sẽ là prohibit people from smoking in public places Là B nhá Còn tiếp theo này Chúng ta có từ conserve Ở đây là bảo vệ, không thể chọn được nào protect Protect là bảo vệ mọi người đúng không Bảo vệ mọi người thì bây giờ là phải là cấm mọi người khỏi cái việc mà hút thuốc tức là không được hút thuốc. OK nhá, tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang cho câu câu 8 nào. Câu tám các em nhá. Nothing unusual a new suburb. Dot 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 Did it, didn't dot it. Did they, didn't they Câu này bây giờ chúng mình sẽ nên chọn là gì? Câu 8 bạn tiến dụng đang chọn đáp án A. Câu này chúng mình sẽ thấy đây là kiến thức về câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi này các bạn sẽ có từ na Đây chính là một cái chủ ngữ nhé. Ờ, bình thường kiến thức của chúng ta là tính từ sẽ đứng trước danh từ nhưng mà đối với đại từ bất định thì các em sẽ cần phải có tính từ đứng sau danh từ nhé. Không có gì bất thường xảy ra cả, có phải không? và kiến thức của chúng mình đối với từ na là đại từ bất định thì các em nhớ cho cô nếu mà đại từ bất định mà chỉ vật nhá thì lúc nào các bạn cũng sẽ sử dụng đó chính là từ ít và từ ít ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ có là từ đứt đến ít và từ đứt ít ừ. thì bây giờ chúng ta sẽ xét yếu tố là về trước là khẳng định hay phủ định thì về sau nó sẽ ngược lại thì về trước này là các em đã có từ na sinh ở đây mang nghĩa phủ định rồi thì đằng sau chúng ta sẽ là khẳng định nhé và khẳng định từ đấy chúng ta sẽ còn mỗi một đáp án nữa thôi, đó chính là đáp án A. Các bạn sẽ chọn A là chính xác. Nếu những bạn nào chọn đúng rồi nhỉ để cô coi đáp án của các em nha. À, bạn Ngọc Anh này, Tiến Dũng này, Chí Bảo. Bạn Hoa Hoa Kim, à, Hoa Kim sao nhỉ? Sao bây giờ mới đến câu 5 nhỉ? Hay hay là cô đọc bị chậm nhỉ? Nào, ok, năm mươi rồi. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhá các em nhé. Câu, câu, tiếp nào? Câu tiếp của các bạn nào? His income of current job is relatively low. He finds it difficult to make ends meet. À, câu này của chúng ta là thu nhập của anh ấy của công việc hiện nay thì tương đối thấp. Đằng sau là anh ta cảm thấy khá là khó để có thể đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Các em có make ends meet ở đây của chúng ta thì chính là một idiom nhé. Có nghĩa là đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu này. Em nào không biết thì có thể ngay qua này. Đáp ứng nhu cầu sống Nào, thế bây giờ nhá, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ cần sử dụng một liên từ Nếu mà nó là nguyên nhân kết quả thì chúng ta sẽ chọn là từ bởi vì đúng không? Còn nếu mà nó là tương phản trái ngược nghĩa thì chúng ta sẽ chọn từ mặc dù nhá Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần chọn là gì không cô? À, vẫn là có những bạn chọn A và có những bạn chọn B Thế thì à, kiểu là các bạn chưa hiểu giọng nghĩa của câu rồi Nào em sẽ hiểu ở đây nhá Thu nhập là tương đối thấp đúng không? Thì chúng ta hiểu là gì? Khi mà mình thu nhập thấp chẳng hạn đúng không? Thì khá là khó để có thể trang trải cuộc sống được thế Thì đây chính là nguyên nhân kết quả Và nguyên nhân kết quả thì Nếu mà các em quen hơn thì các em sẽ có cái kiến thức là SVO là một mệnh đề thì các bạn sẽ sử dụng là từ because đúng không? Đấy nhưng mà chúng ta không có đáp án nào là because cả. Thì các em sẽ học các cô là từ because của chúng ta nó sẽ bằng với từ as này nhá. Cái từ này nó cũng có nghĩa là bởi vì. Đó. Thế thì các em sẽ chọn cho cô đáp án ở đây là đáp án B từ as ở đây của chúng ta nó sẽ được cộng với một mệnh đề nhá bởi vì cách sử dụng giống hết như từ because luôn. Là because of thì bị sai bởi vì because of thì chúng ta sẽ phải là danh từ đấy nhá yeah. nên là em nào mà chọn đáp b thì sẽ chính xác đấy um, ok ok lan này ở đăng khôi này hoa liên này ồ oh. rồi nhá nào tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang số 10 nha cô My aunt used to sell vegetables at the local market to have à uh, to to gì đó a living cô đọc số half là chẳng qua nó là có cái chữ half ở đây mọi người ạ kiểu kiểu như là hay kiểu nhìn chữ xung quanh ấy, kiểu bị phân tâm ấy. <laughs> kiểu nguy hiểm quá đúng không nào à, câu này của chúng ta đây là gì à, gì của tôi đã từng bán rau ở ở chợ đúng không để làm sao nào các em nào để kiếm sống đúng không là từ kiếm sống ở à, đây phải là gì kiếm sống phải là từ khác nhé không phải là từ half nha mọi người nha nhưng mà chúng ta mà dùng the half thì nó sẽ là half money để có tiền. Đấy. Thế nhá. Thế là nếu mà mọi người muốn dùng từ half nha thì cô sẽ viết luôn là half money ổn không? Đấy. Là bán rau để kiếm tiền thôi. Còn đây là a living nhá. A living là chúng mình. Ok, ok đã đọc được một vài đáp án đây rồi. Đây nhá, hôm nay hôm nay nha, ít comment nhá, có ai comment đọc hết. nhỉ? Yeah. Khang Việt Chu này Tiến Dũng này Thanh Liêm Hà này Ok, đấy là những bạn chọn đàn B Thì chúng ta sẽ hiểu cô là để kiếm sống nhá Mọi người sẽ cần chọn đàn B này Đó là Earn a Living Ok nhá chúng mình nhá Earn a Living, kiếm sống Kiếm sống này mà chúng ta có thể sử dụng là Earn Money cũng được nhá Earn Money cũng là kiếm tiền, kiếm sống cái mà nghe cái từ kiếm sống ấy nó sẽ vất vả hơn nhá. Là chúng ta đi làm để kiếm sống, có là để để mà có thể sống được là nhu cầu đầu tiên là sinh tồn ấy. Đó. Còn khi mà chúng ta sử dụng từ earn money là để kiếm tiền ấy thì nghĩa của nó có vẻ là rộng hơn. Có thể là để sử dụng ngoài việc sống ra thì còn có thể để cho các cái hoạt động khác ngoài xã hội nữa. Ừ. Uhm. Tiếp nha, tiếp nha. Mọi người sẽ chuyển sang cho cô À, số 11 nào Số 11 của các bạn Bây giờ chúng mình sẽ là về phần đại từ quan hệ Chúng ta nên chọn là gì Dr. Smith is a person in chấm chấm. I don't have much confidence ừ. Câu này Câu này là gì đấy Câu này nghĩa hơi tiêu cực nhá mọi người nhá Câu này nghĩa hơi tiêu cực Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần chọn ở đây là về đại từ quan hệ thôi Cô giải đề khu vực Thái Bình nhiều hơn đi ạ Đang live ạ à cô Đúng rồi đang live mà Đang đang live mà 11 à, Tiến tiến Dũng chọn C Duy Anh chọn C Hoa Liên chọn C Ừ mọi người thấy không à, Bây giờ có thời gian là cô sẽ Dành thời gian để live cho mọi người Có điều là Tháng này tháng này và tháng sau mà cô Cô có một tí chuyện bận là sẽ kiểu bị live hơi ít đi một chút nha Nhưng mà ở trong lớp live VIP thì cô vẫn sẽ đảm bảo cho mọi người là học đúng lịch học Đó, để mọi người có thể thi được Tuần sau nữa em khảo sát đợt 2 Ok nhá, thật ra cô vẫn sẵn lòng hướng dẫn đề cho mọi người ừ. Còn sang tháng 6 là cô rất rảnh á, Nhưng mà lúc này tháng 6 là mọi người lại thi xong rồi đúng không? Mọi người thi xong rồi thì cô sẽ chữa cho mọi người Các cái đề thi chính thức lúc đấy là có rất nhiều thời gian nhé Ok Ok rồi Còn tháng 4 tháng 5 nhé Tháng 4 tháng 5 cô vẫn sẽ hướng dẫn mọi người nhé Có điều là không không quá nhiều nhé Nhưng mà sẽ cố gắng Thế là nếu mà em nào mà các em có đề nhé Các em có thể gửi đề bản PDF Thì cô rất là sẵn lòng hỗ trợ mọi người luôn Còn nếu mà mọi người gửi bản Kiểu bản ảnh ấy Bản ảnh thì cũng được nhưng mà hơi hơi ngại để đánh lại nhá nhưng mà vẫn còn tốt hơn là không có đề đúng không ừ là cô khá thích các đề của các em nhá nên là các em mà có đề các em hãy cứ gửi về ừ rồi bây giờ đọc đáp án này đấy mọi người đang chọn đáp án c hết đúng không ok ok nhá thế thì bây giờ các bạn sẽ có ở đây cho cô các bạn có từ the person ở đây là người đúng không ừ ở đây 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 từ này của chúng ta là người. Thế thì người ở đây của chúng mình. Người này thì bây giờ chỉ có một đáp án duy nhất thôi các bạn, đó chính là đáp án C. Bởi vì tại sao? Bởi vì khi mà các em được học có một giới từ. Giới từ có sẽ viết là chữ này nhá, preposition nhá. Thì mọi người sẽ có là một là chúng ta sẽ chỉ là which, hai là whom thôi. Nhưng mà đây là người thì sẽ chỉ có thể là whom thôi nhá. Ừ. ngoài ra thì chúng nên lưu ý ở đây mọi người có thể có kiến thức ở đây sẽ là have confidence in somebody các em đừng hiểu từ confidence ở đây có nghĩa là tự tin nữa nhá mà mọi người sẽ hiểu ở đây có nghĩa là gì tin tưởng vào ai cái cụm từ này chúng ta sẽ hiểu là tin tưởng vào ai hoặc là tâm sự với ai nhá ở trong câu này là là ông Smith hoặc là bác sĩ Smith hoặc là tiến sĩ Smith đấy bởi vì từ này là nó, nó là xuất phát từ doctor là người mà tôi không đặt nhiều niềm tin vào ông ấy lắm đấy à, câu này nghĩa hơi tiêu cực nha nào tiếp theo các okay, em sẽ chuyển sang câu câu 12 nào câu 12 của chúng mình rồi ok hầu hết đang chọn đáp án đây đây nào chúng ta có đây là James is looking chấm chấm His blue shirt everywhere. How you seen it? Là James thì đang có làm gì? Ừ. Thì chúng ta hiểu là liên quan đến everywhere đúng không? Tức là liên quan đến nơi trốn mà bây giờ mình nhìn everywhere có nghĩa là mình làm sao? Mình đang lục tìm đúng không? Đang tìm kiếm. thì từ tìm kiếm phrase verb của chúng mình lúc này sẽ là looking for. Okay, so we will choose A. Chúng mình sẽ chọn A nha. Bởi vì các em sẽ có từ look for là tìm kiếm này Nhất trí luôn Em nào chọn thế là chính xác nhá Tìm kiếm Còn từ look up, look up là gì nào Em ơi look up là Cha cứu từ điện này Hoặc nếu mà nó là sử dụng dưới dạng một nội động từ nhá thì nó sẽ có nghĩa là cải thiện tốt hơn ví dụ thời tiết tốt hơn chẳng hạn đó thì các bạn sẽ có là the weather looking up thì thì lúc đấy nó sẽ có nghĩa là cải thiện nữa nhá từ look over à, look over là gì nhỉ Look over, look over là gì rồi Hiện nay tạm quên nhá, bây giờ cô sẽ đến với từ Look into trước <laughs> Look into trước này, look into của chúng ta Bằng từ investigate Thì các cô nhớ ra ở đáp án C cô sẽ viết lại nha. Em nào nhớ thì có thể nốt luôn này. à Rồi chúng ta sẽ có Ở đây từ look into bằng Investigate hoặc mọi người sẽ học cô Bằng probe into nhá, Probe into này cũng có nghĩa là nghiên cứu Đấy. Look over. Look over. Look over. Look over. Hình như là nhìn kỹ cái gì đó ấy. Sao á? Look over. Look over. Thôi để cô sẽ để cô sẽ check lại từ này cho mọi người luôn nhé. Look over. Xem nào quên đó. À đúng rồi, đúng rồi à, đúng rồi đấy à, Nó có nghĩa là quickly examine something nhá Có nghĩa là cũng là examine thôi Cũng là Cũng là nhìn kỹ đấy mọi người Cũng là kiểm tra kỹ lưỡng Cái gì đó Một cách nhanh chóng ừ. Ok nhá Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cô số 13 Câu 10 có 13 nào. Có 13 bạn uh, Chu Việt Khang đang chọn đàn B Hương Giang chọn B, Mỹ Dung chọn B này. Ok nha à, Câu này Can I get you a glass of milk tea? Là mình sẽ lấy cho bạn một cốc trà sữa nhé Ok, thì bạn kia bạn bạn nghe thì bạn thích quá đúng không? Bạn sẽ cần đáp lại là gì nào? Ừ. nào Thế thì một ai đó đề nghị đúng không? Mời mình cái gì đó đúng không? Mình sẽ nói như thế nào theo mọi người ấy? Uh, câu 13 này chúng mình sẽ chọn đáp án A nha. Câu A của các em là just yes, that would be nice. Oh, thật là tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án A nhé. Can I get you? Can I get you? Yes, yes. Ok, chúng ta sẽ chọn A. Nào, tiếp theo các bạn sẽ chuyển sang 14 nào. It's kind of you to give me a lift to school. Nghĩa là bạn thật là tốt khi mà cho mình đi nhờ đến trường nhá. Kiến thức give somebody a lift Uh, give somebody a lift có nghĩa là cho ai đi nhờ cho ai đi nhờ này. nào câu này câu 14 nào chúng mình khoanh đáp án đi 14 này mạnh quân đang chọn D này hoa liên chọn D tiến dụng chọn D ok nhỉ ừ. Thế thì mọi người sẽ có nhá Câu này của chúng ta đây chính là một câu dạng thank you Thế là chúng ta sẽ có là gì đây uh, thay, thay vì là Thank you for giving me a lead to school Là cảm ơn cậu bởi vì là đã cho mình đi nhờ tới trường Thì đây là It's kind of you to give me a lead to school Thì đây chính là một dạng câu là cảm ơn Cậu, cậu thật là tuyệt vời, cậu thật là tử tế đúng không? Cảm ơn Thế bây, bây giờ ai đó cảm ơn mình thì mình sẽ đáp lại là Là gì? Uhm, cái nghĩa là bình thường chúng ta hay được học thì nó sẽ là My pleasure đúng không? Rất hân hạnh này chẳng hạn Hoặc là you welcome Thế bây giờ có một đáp án khác có thể Cũng có thể chọn được đó chính là nó at all Có nghĩa là không có gì đâu Là người ta đang nhờ mình ấy uhm, Người ta nhờ mình và người ta cảm ơn mình thì mình sẽ nói là nó at all có nghĩa là không có gì đâu Không không cần phải quá Là cảm kích thế đâu đó, Không có gì đâu nha Mọi người chọn D nhá tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ thử làm cái dạng về về cái này gọi là size đây là bảng biểu nhá đó và chúng ta sẽ nhìn cái hình này và mọi người đoán coi cái hình này muốn truyền tải điều gì đó, tức là mọi người sẽ cần nhìn hình để mà hiểu được nhá đây what does the size say cái biển này nói gì nhỉ? theo mọi người biển này nói gì đâu mọi người thử làm đầy hồ chí minh này thử sống như người ở trong sài gòn coi như thế nào nhá đấy đâu 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 đấy nếu mà chúng mình thì chúng ta sẽ chọn là gì Nhỏ mọi người nhỉ đâu có có những em nào ở trong hồ chí minh không nào đó em nào không ở trong hồ chí minh thử làm coi để nếu mình sống ở đó mình thêm thi mình vào mười mình thi được không Câu này là gì? Đây nhá, mọi người sẽ nhìn thấy đây là một vòi nước đúng không? Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy hai tay uh, đang đỡ bằng hai tay để mà chờ cái giọt nước rơi vào tay đúng không? Đấy thì mọi người sẽ hiểu là rất coi trọng nước nhá. Đấy đúng không? Ừ. Đó, nhìn rõ không? Thế thì coi trọng nước thì bây giờ chúng ta từ đấy mọi người sẽ là gì? Đáp án A là chúng ta có thể lãng phí nước là sai. Sai sai nhá. Thế mọi người cứ phân tích kỹ cái hình này nhá Tiếp theo đoạn B này Là We ought not to waste water Chúng ta không nên Lãng phí nước Tiếp theo các bạn có C ở đây là gì Chúng ta phải dừng Cái việc sử dụng nước nấu no, no. Đoạn đi là Chúng ta nên sử dụng nước sạch Cái này có minh họa ở đây là nước sạch không Cái này có phải là lời khuyên Nên sử dụng nước sạch đúng không cái này thì sẽ khiến học sinh bị hiểu nhầm Khiến các em học sinh có thể bị chọn sai nhá Cái này là B hoặc là D đúng không? Nhưng mà bây giờ mọi người sẽ thấy ở đây Đây là chỉ là uh, nguồn nước thôi nha Nguồn nước từ thiên nhiên nhá Các bạn có thể hiểu thế Chứ cũng không nói là nước sạch hay là Nước bị ô nhiễm gì đó đấy đúng không? Bây giờ nó chỉ, sẽ chỉ là gì thôi Là chúng ta không nên lãng phí nước nhá Nên mọi người sẽ chọn đoạn B nhá các em nhá Thế thì đi thi chúng ta cũng sẽ phân tích như thế Ừ, được Nào tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nào Chúng ta sẽ chuyển sang 16 nhá Câu 16 Bây giờ, đây 60 này, sao lại cộng này Earth hour Ủa thế bây giờ là gì nhỉ Theo theo em, các em sẽ hiểu cái hình này như thế nào À, các em ơi, các bạn ơi, các bạn sẽ hiểu cái hình này như thế nào nhỉ? Rồi, đây. À, ok sáng. Ok nhá. Sáng á. Sáng là ở, ở Nghệ An. Nghệ An năm nay có form mới. Không biết là các bạn đã được thi thử dạng form mới chưa? Đấy. Thì cô cũng sẽ hỗ trợ đề ở Nghệ An nhé. Nếu mà theo form mới mà có nhá. À, rồi. Cô đang thấy mọi người đang chọn đáp án ok thế thì các em có thể hiểu qua như sau nhé là cái này của chúng ta thì nó sẽ gắn với ngày trái đất đúng không ngày trái đất ừ. thế mọi người sẽ có thể hiểu đây chính là ngày trái đất nhé thì người ta sẽ dành ra một cái thứ bảy cuối cùng của tháng 3 đó để mà tắt tắt thiết bị mà không sử dụng điện nhé trong một tiếng nhá mọi người nhá ví dụ như đợt vừa rồi là ở trong tháng 3 đấy cuối tháng 3 đấy là ngắt điện từ lúc khoảng 8 rưỡi cho đến 9 rưỡi tối nhá đấy nếu mà các em để ý cái nguồn thông tin đó thế thì từ đó là các em sẽ thấy ở đây là gì đấy ừ. Cái này mọi người có thể hiểu đây chính là một dạng 60 phút á 60 phút này là nó sẽ tương ứng với an hour là một tiếng nhá Bây giờ là gì? We should turn off all the unnecessary electrical appliances Là chúng ta nên tắt tất cả các thiết bị không cần thiết khoảng một tiếng để có thể tiết kiệm energy Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường Cái này nên sử dụng là protect the environment nhá The environment rồi. À, thế thì từ đó các bạn sẽ có câu 16 các bạn sẽ chọn ở đây cho cô đáp án chính là đáp án A. Ok, ok các bạn học sinh nha. Mọi người chọn A là đúng rồi, đúng rồi. Hỗ trợ đề huy nữa ạ. À. 16 a rồi trái đất. Ừ, ừ rồi, ok. Giờ trái đất, trái, đất. trái đất, ngày trái đất. Ngày trái đất, ngày trái đất hình như là the earth day đúng không? Còn đây là Earth Hour là giờ trái đất Thật ra là ngày trái đất có hai ngày mọi người ạ Một ngày vào tháng 4 nhá Ngày tháng 4 là ngày chính thức Official đây Là được công nhận luôn nhá mọi người nhá Hình như là ngày 21 tháng 4 sao Các bạn có thể có thể tự coi lại nhá Cái này cô, cô không chắc nha cái này, các bạn tự trách lại nhá đó nhưng mà cái ngày mà thực tế ấy, thì nó sẽ là ngày của tháng 3 cuối tháng 3 hàng năm đó và tổ chức vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng nhá đấy nào rồi ok ok nhá đấy là thông tin thêm cho mọi người uhm, bây giờ chúng mình sẽ làm bài gì Uh, các bạn ơi bây giờ cô sẽ cho bạn ngồi uh, chọn một bài nhá cô sẽ chữa với mọi người một bài bây giờ các em muốn làm bài gì này bây giờ chúng ta có các bài là bài uh, biến đổi câu nhá bài viết lại từ dựa và từ gợi ý này bài word formation này bài này là bài gì nhỉ bài này là bài gap filling, bài đọc điền nhá và bài reading comprehension. bây giờ chúng ta muốn chọn bài gì thì cô sẽ hỗ trợ chúng ta thêm một bài nữa nhé. À, mọi người lưu ý này khi mà cô hướng dẫn mọi người ở trên live nhá thì thì cô có thể là cô sẽ không hướng dẫn hết đề. là chúng ta muốn cô hướng dẫn cho mọi người phần nào thì cô sẽ hướng dẫn cho các em thêm nhá. Đó mọi người, mọi người đang yếu phần kiến thức gì nào? À, à, 22 tháng 4 à? <laughs> ok, ok, ok Thật không? Thật 22 tháng 4 không? Thì cô, sẽ check lại luôn nhé Bởi vì thật sự cô không nhớ à, Tại vì đã từng search thông tin rồi Nhưng mà không nhớ lắm Ngày trái đất Đâu? Đúng, đúng rồi, đúng rồi Thế là ngày 22 tháng 4 nhé mọi người nhé Rồi, thank you Thế là 2 hàng tư nhá, tôi sẽ cô sửa luôn đi Tại vì cô cũng bảo là cô không chắc mà Đây, hai hàng tư nhá Ok nha Lâu rồi mới thấy cô live ừ, Chắc là tuần sau nhá Tuần sau cô sẽ live với mọi người một đề hà nội nhá để trước đây là một đề hà nội bởi vì hiện nay cô đang có đang có một đề hà nội mà cô thấy cũng hay cũng nên hướng dẫn ok nhá đầu bây giờ cô, cô đã nhìn thấy ở đây ồ oh. nhá bây giờ cô nhìn từ bạn thế An thế à thế A à nhá cô thì cô rất là sẵn lòng hướng dẫn cho các em với những em nào mà đang học live trực tiếp với cô nhá Đấy, bởi vì mọi người đang học live trực tiếp với cô thì một phần nào mọi người quý cô đúng không? Ừ, đó Thế thì à, mọi người cần cô hướng dẫn phần gì nhiều hơn chẳng hạn thì cô sẽ hướng dẫn, đúng không? What uh, word formation Bài reading này, cái này, câu này, mỗi người một ý này đúng không? Cái bài đọc điền này, wow, bài đọc điền nha Hai bạn hỏi bài đọc điền nha Ôi các bạn ơi, các bạn có thể vừa thấy mạng lag không? Trời vừa mạng lag xong ấy mọi người nha vừa mặc lát xong Ok nhá thì cô ui ui trời ơi sao bài đọc điền hơi nhiều nhỉ Bài đọc điền này hơi nhiều nhá Không biết là các bạn đã coi cái bài này chưa đúng là bài này hơi nhiều Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ làm được Nào à, Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cho cô từ câu 23 cho đến 28 nhá 6 câu luôn Không biết vì sao các bạn lại chọn bài đọc điền Mỗi khi bài đọc điền khá là ngắn nhưng mà lần này là 6 câu Bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết luôn Nào cùng cùng làm luôn nhá có 23 nhá mọi người nhá Có 23 luôn này Luôn không không kịp này uh, I A have caused Cause C were causing And D are going to cause Nào theo các em nào Đối với câu này mọi người có thể nhận diện Đây là kiểm tra về kiến thức về phần thì nhá Thì mọi người sẽ nhìn cho cô Trong câu này là có dấu hiệu gì về thì không đó, không có dấu hiệu gì cả thì mọi người cũng sẽ thường chia thì hiện tại hoàn thành. Nếu mà thường là như thế nhá. Và chúng ta sẽ coi ở trong bài này nó sẽ là dạng gì theo các em nào. Nhá, đâu nào? Rồi ok. Ok nhá. Nào, những uh, reactions to, là những cái phản ứng của mọi người đối với Covid-19. Đó thì nó đã gây ra một uh, những cái sự thay đổi rất là lớn đối với cuộc sống hàng ngày trong À, thời gian gần đây Ok, em nhìn thấy trong câu này có dấu hiệu chứ nhỉ Các em bạn ơi, các bạn có nhìn thấy dấu hiệu chưa Nào Rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án A nhá Ok, rồi chúng mình sẽ chọn đáp án A Các bạn nào mà các bạn đang học với cô Các bạn nhớ thả tim cho cô nhá mọi người nha các bạn, các bạn nhớ tương tác với page thường xuyên nhá Để cô sẽ hướng dẫn mọi người được nhiều hơn á nào, chúng ta sẽ có dấu hiệu ở đây là gần đây Gần đây thì chúng ta sẽ hiểu nó chính là Một cái khoảng thời gian từ quá khứ cho đến hiện tại rồi Thế từ đấy nó sẽ là thì hiện tại hoàn thành nhá Rồi, ok, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho câu câu 24 nào Câu 24 ở đây của các bạn Từ who, từ that, từ whose và từ whom ừ. Bây giờ nên chọn là gì? Câu 24 nhá Bây giờ chúng ta chỉ còn vài câu nữa thôi Chúng ta sẽ chuyển nốt còn có 5 câu nữa thôi 24 này Bạn Vân Trường đang chọn đàn B này ừ. Câu này là gì này One group Particularly affected by these changes In high school students They are facing challenges this year chấm, chấm, Have never happened before On this scale Là một nhóm đặc biệt Một nhóm đặc biệt là bị ảnh hưởng bởi những cái sự thay đổi như thế này. Đó chính là ai? ừ, đó chính là đối tượng nào bị ảnh hưởng. Rồi, đó chính là học sinh cấp 3. Các em học sinh cấp 3 đang phải đối mặt với challenges với những thách thức mà mà sao? Đang phải đối mặt với những thách thức năm nay mà chưa từng xảy ra trước đó trên cái quy mô lớn như thế này on this scale this scale scale của các bạn có thể hiểu là quy mô nhá ừ. thế thì từ đó là mọi người sẽ thấy là cô vừa có highlight mối liên hệ của về trước và về sau khi mà các bạn đã có đủ chủ ngữ động từ và tân ngữ của chúng ta rồi đây là tân ngữ chỉ vật nhá thì kem sẽ hiểu ở đây cái vế câu số 2 của nó là gì tức là cái câu số 2 của nó là gì những điều này chưa từng xảy ra trước đó đúng không ừ. À, thì chúng ta có thể hiểu là cái vế số 2 lúc đầu ấy là cái câu số 2 dấu chấm của nó là gì đây? Nó sẽ là things. Đấy những thứ như thế này hoặc là these things. Đó, hoặc là challenges thôi. À, thế thì chúng ta sẽ có đặc điểm chung giữa hai vế với nhau. Đó chính là chỉ vật. Và chỉ vật thì các bạn sẽ sử dụng cho cô đó chính là từ which hoặc là từ that đúng không? Nên nên là vừa rồi cô thấy có em một em chọn đáp án là từ that, đó là hoàn toàn chính xác nha đấy một uh, danh sách các bạn này đây hoa liên này tiến dũng này lan anh này uh, mỹ dung này ok ok nhá thì chúng ta sẽ chọn đáp án cho cô là đáp án b tiếp tục nào tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang 25 nhá có 25 này thì bây giờ có thể chọn được là gì trường học structures and routine to the lives of students À, câu này bây giờ chúng ta sẽ là gì à, nếu mà chưa làm được thì chúng ta lại có thể đọc tiếp câu đằng sau following the routine of getting up at a certain time going to classes at specific times and coming home at a certain time provides a sense of normalcy in their lives ok à, chúng mình sẽ là gì nào mm. Câu này thì thật ra mọi người sẽ làm theo cấu trúc thôi à, Cấu trúc của câu này Câu 25 nhá Chúng ta sẽ chọn ừ, có phải thế không? Có phải chọn C không nhỉ? Thì có bạn còn chọn đáp D nữa này C với D Uhm. nếu mà em nào nhá nếu mà em nào mà chọn đàn c nhá em nghĩ là thay thế nhá nhưng mà thay thế thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng là replace something by something á có nghĩa là thay thế cái gì bởi cái gì ấy. nhưng mà đây của chúng ta là to mà có nghĩa của chúng ta là to mà chứ không phải là không phải là của từ replace đâu là câu này của chúng ta câu 25 này mọi người sẽ chọn đáp án D nhá. Cái D này của chúng ta thì mọi người có thể thấy ở đây chính là something này. Các bạn sẽ có là provide something for somebody hoặc là to somebody thì cũng được. Nên là cung cấp cái gì cho ai nhé Thì mọi người sẽ có đây cho cô này các bạn có thể hiểu như sau nhé Đó, các bạn có thể dựa vào từ đằng sau để hiểu tại sao chúng ta lại chọn như thế. Ừ, Tại vì bây giờ nhá, cái, cái ở đây nhá, cái trường học này là suggest cho các bạn học sinh là cái routine đúng không? Và đằng sau là các bạn học sinh sẽ làm điều gì? Ừ, là sẽ tuân theo cái routine đó. Ừ. Thế thì mọi người sẽ hiểu ở đây đó chính là gì đây? Trường học sẽ là cung cấp cái structure. Các bạn có thể hiểu ở đây nó chính là một dạng timetable đi. Là một cái bình thường các bạn hiểu cái từ structure nó có nghĩa là cấu trúc đúng không? Các bạn hiểu ở đây là cái khung chương trình đi đó và cái thói quen thường lệ cho các bạn học sinh đúng không và bây giờ cần phải tuân theo cái thói quen bây giờ cần phải thức dậy lúc mấy giờ đúng không đi lớp lúc mấy, không? lúc mấy giờ đúng không và về nhà lúc mấy giờ đúng không nhỉ tức là bây giờ cần phải tuân theo đúng cái form của cuộc sống như thế thế thì từ đấy mọi người sẽ thấy là trường học sẽ là đối tượng để mà cung cấp cái structure and routine cho các bạn uh, học sinh để mà tuân theo thế mọi người có thể hiểu cái từ chuyển ý này nhá chứ không phải là gì cũng nghĩ là các bạn đang chọn đáp án c là các bạn đang có suy nghĩ là uh, trường học kiểu như là phải đóng cửa đúng không đóng cửa vì covid vừa rồi các bạn có trải nghiệm như thế đúng không là các bạn uh, sẽ nghĩ là cần phải uh, thay bằng cách đó là học online đúng không ừ, đúng là như thế thật nhưng mà trong bài này ở đây nó chưa đến cái đoạn đó nhá, các bạn nhá nào tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô câu số 26 nha Câu 26 này bây giờ sẽ là gì? Đời 26 anh cô đang thấy hầu hết các bạn đang chọn đàn D nhá Ờ, à, tại sao chọn D nhỉ? At first, at first Ok rồi chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D nhá Bởi vì kiến thức của chúng ta lúc đầu At first thì các em sẽ hiểu giống như là first thôi hoặc là firstly có nghĩa là ban đầu đấy còn nếu mà các bạn nào muốn sử dụng in thì chúng ta có thể sử dụng cho cô là in the beginning nhá đó là lúc đầu cái lúc đầu thì sao uhm. this greater amount of freedom and choice feels good ờ, là, là tự nhiên mọi người được đúng không là thời gian rảnh nhiều quá đúng không tự do này lựa chọn này có vẻ khá ổn đấy nhưng mà cuối cùng thì tôi get to get to decide bây giờ cuối cùng là tôi đã phải quyết định cái mà tôi muốn làm rồi ok thế là một khoảng thời gian ngắn là bị sao nhãng bởi những cái thứ mà khiến mọi người kiểu cực kỳ mong muốn sử dụng là netflix video games các cái mạng truyền thông xã hội đúng không nếu mà không sử dụng đúng không thì hoặc là có thể bị nhầm chán bị buồn chán bởi vì ở nhà không làm gì hết rồi, tiếp theo bây giờ các bạn sẽ chuyển sang cho cô cô 27 nhá Câu 27 nào, interactions Bây giờ chúng ta sẽ cần dùng cho cô một adjective ở đây Câu 27 của các bạn sẽ là gì nào Nốt nhà chúng ta sẽ nốt với cô câu 27, 28 Nào, có lên, có lên nào các bạn ơi Câu 27, tiến dụng đang chọn C này. Phải C không nhỉ? Phải C không? Phải C không nhỉ? À, câu này của chúng ta nhá, for more students. Đối với hầu hết các bạn học sinh thì trường học không chỉ là mà còn. Ok. Thì đây cấu trúc của em ở đây nó có nghĩa là không chỉ mà còn này. Uh, not only nó là liberal sâu á. Thế các bạn sẽ hiểu cô academics ở đây khi mà có S nhá. Bình thường thì các bạn học là ví dụ là academic subjects là các cái môn học học thuật đúng không? Nhưng mà khi mà nó có S như thế này nhá thì các bạn cũng sẽ hiểu luôn nó đúng là kiểu academic subjects nó cũng mang nghĩa là các môn học luôn mà nó là danh từ luôn nha các em nhá để nó thêm s như thế này luôn nó sẽ là danh từ mang nghĩa là các môn học thuật trường học không chỉ là về học thuật mà nó còn về cái mối quan hệ tương tác xã hội nữa là các em khi mà chúng ta đến trường chúng ta không chỉ học đúng không mà chúng ta còn phải kết nối với các bạn bè của mình nữa đấy mở rộng mối quan hệ về xã hội nên là từ đấy các bạn sẽ có ở đây cho cô là social interactions nhá là thuộc về xã hội nhá và các bạn có thể uh, học luôn cụm từ này luôn là social interactions tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu cuối cùng câu 28 cho cô nào câu 28 nhá in the hallways and classrooms of their school young people are exposed to a variety of different chấm um, chấm ừ. thì câu này của mọi người sẽ chọn là gì cho cô chốt nha, chốt câu 28 nào. Bây giờ em nào biết đáp án thì cứ chọn nhá. Chọn để chúng ta sẽ chốt với nhau nào. 28 bạn Dũng đang chọn đàn D này. ừ Rồi. Ok. Nào, các bạn có thể hiểu ở đây nhá. Ở trong đoạn 2 này đang muốn nói là gì? Ừ. ngoài việc học ra đúng không còn tương tác xã hội thì bây giờ các em sẽ hiểu những cái câu đằng sau để giải thích cho việc tương tác xã hội như thế nào thế là tình bạn đúng không đó thế sau là gì ngoài các bạn học sinh tương tác với thầy cô giáo đúng không với nhân sự cán bộ của nhà trường đúng không đấy thì các bạn trẻ còn được tương tác với những cái người mà không phải ở trong gia đình nhà mình ấy ở những cái nơi mà hành lang và các lớp học thì các bạn trẻ được tiếp xúc với rất nhiều các nền văn hóa khác nhau này Perspectives là quan điểm khác nhau, lối sống khác nhau, mà hoàn toàn khác so với bản thân mình, đúng không? Có nghĩa là chúng ta sẽ là người tương tác nhiều hơn với các bạn khác. Thế thì các bạn sẽ hiểu ở đây là gì? Tiếp xúc tức là học hỏi về, learn about, đấy, tức là tìm hiểu về cái gì thì chúng ta sẽ hiểu đó chính là tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau. Ừ, tức là mọi người có thể hiểu là mỗi gia đình là một nền văn hóa, chẳng hạn kiểu thế. tức là chúng ta tiếp xúc với một bạn mới thì chúng ta có thể học về một cái thứ mới của bạn đó. Thì, thì từ đấy các bạn sẽ cần chọn cho cô là từ Cultures nhá, từ này có nghĩa là văn hóa nha các bạn Đấy, còn từ Nations là quốc gia Quá rộng nha, không đúng nhá Minorities, thiểu số không được này, Purposes là mục đích Thì bây giờ chúng ta hiểu là tiếp xúc với Những cái góc nhìn khác nhau á Thì chúng ta phải chọn là đây là từ Cultures Thì mới phù hợp với cái vị trí ở phía trước Đấy nhá mọi người nha Ổn không à, rồi Ok OK, OK các bạn nhá. À, nếu mà các bạn nào mà các bạn muốn học chuyên sâu hơn với cô thì các em có thể tìm hiểu về lớp học live vip nhá. Hiện nay các bạn đấy đang được học qua Zoom. Đấy. Ừ, hình như là hiện nay là cũng có các bạn đang học cùng với cô nữa. Các bạn rất chăm học, các bạn còn lên cả trên page để học live cùng cô nữa. À, còn em nào mà ở Hà Nội nhá thì chúng ta có thể tham khảo lớp học offline của cô tại Hà Nội. Cảm ơn các bạn rất nhiều Hẹn mọi người tuần sau Cô sẽ hướng dẫn mọi người một đời ở Hà Nội nhé Cảm ơn mọi người nha Bye bye, see you Bye mọi người nhé